Chào mừng các em đến với bài học ngày hôm nay. Các em cùng ôn lại bài hát Hò Ba Lý theo hình thức hát xướng xô nhé. Cô mời các em cùng bước vào tiết học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ học tiết 20, nhạc cụ giai điệu, bài thực hành số 4. Trước khi bước vào thực hành phần nhạc cụ tiết tấu, cô mời các em cùng nhận xét hai mẫu tiết tấu sau đây. Các em hãy quan sát hai mẫu tiết tấu A, B và nhận xét về điểm giống và khác nhau của hai mẫu trên. Các em hãy so sánh về nhịp, tiết tấu, hình nốt, sự sắp xếp trường độ. Các em cùng làm bài tập nhỏ này với cô nhé. Sau khi tìm hiểu, chắc các em cũng đã tìm ra được điểm giống và khác nhau giữa hai mẫu tiết tấu rồi đúng không nào? Về điểm giống nhau, ở tiết tấu A và B đều là nhịp 2-4. Khác nhau ở mẫu A gồm các nốt đen chấm dôi, nốt đơn và hai nốt đen. Mẫu A tiết tấu là tiết tấu chậm và gồm các hình nốt đen chấm dôi, nốt móc đơn và nốt đen. Còn ở mẫu B thì các nốt sẽ có đơn, 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 đen và dấu lặng đen. Tiết tấu nhanh hơn một chút xíu và hình nốt thì sẽ có nốt đơn, nốt đen và lặng đen. Các em cùng tập đọc tiết tấu mẫu A và mẫu B với cô nhé. Ở mẫu A chúng ta sẽ đọc là đen, chấm, đơn, đen, đen. Và mẫu B chúng ta sẽ đọc là
Đơn 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 đen lặng. Các em cùng gõ tiết tấu với cô nhé. Mẫu thứ nhất, đen đơn đen đen. Mẫu thứ hai, đơn 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 đen lặng. Cô mời các em cùng thực hành biểu diễn thể hiện bài hát Hò Ba Lý bằng gõ thanh phách. Như vậy khi chúng ta hát tới chữ lý, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành gõ thanh phách. Và chúng ta thực hành bài số 2, biểu diễn thể hiện bài hát Hò Ba Lý bằng động tác cơ thể. Là chúng ta sẽ kết hợp vỗ tay, vỗ đùi và búng tay. Học của chúng ta đến đây kết thúc. Ở nhà các em tập hát và gõ đệm bài hát Hò Ba Lý theo hình thức gõ đệm bằng thanh phách hoặc là thể hiện bằng động tác cơ thể, và chuẩn bị nội dung cho tiết học sau. Chúng ta sẽ học bài đọc nhạc số 5. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.